khi phụ nữ lái xe và cái kết ai cũng ngơ ngác. Rồi, như vậy là một người phụ nữ đã đi con Honda Cup đến một cửa hàng và chúng ta cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra đây. À, như vậy là có một thanh niên khác cũng đi một con xe na ná giống con xe của chị chưa? Rồi, chị đâu ơi? Vâng, như vậy chị để ngay cái đồ mình vừa mua lên chiếc xe của thanh niên rồi. À, đưa khóa rồi. Liệu có đi được không? Kẹt số rồi, nào. Rồi. Ô, rồi. À, không đi được à? À, đi, ô. Lên nút chìa khóa vào và đi được luôn nhờ. Đấy. Không biết là đầu óc của chị đã để đâu. Hãy cùng đến với phản ứng của thanh niên và những diễn biến tiếp theo như thế nào. Rồi, như vậy một lúc sau thì thanh niên đã đi ra. Ô, áo. Ủa, xe nãy vừa lấy đây xe đâu rồi? Ngơ ngác rồi. Vâng. Như vậy là thanh niên đang ngơ ngác không hiểu là xe của mình đâu. À, hỏi bà nước rồi. Hỏi hàng nước nhưng không biết luôn nhờ. Ai người ta để ý được. Đấy. Như vậy là khoảng 2-3 phút sau thì người phụ nữ đã quay trở lại. Đấy. Chị đã quay trở lại. Có lẽ là chị đã phát hiện ra là mình đã đi nhầm xe chưa? Ôi giời. À, nói cái gì đây? Nói cái gì đó với lại chủ quán đây là việc đi nhầm xe chưa? Ở đây xe của người nào, nó không phải xe của em chưa? Em mượn tí đi chơi thôi. Ôi, đây xe của chị đây mà. Và wow, như vậy là một thanh niên đúng không ạ? Được một fan hú hồn khi người phụ nữ là không biết là đầu óc đấy đâu. Chị vào bằng một xe và chị ra chị lại một xe đấy. Sau đó là chị lại quay lại để đổi lại xe. Vâng. Các bạn chúng ta đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.